Về cái vấn đề về đại cương, về cơ học phổi và thông khí nhân tạo ấy, thì ở đây cũng là một cái chủ đề rất lớn. Nếu các bạn đọc các quyển sách mà liên quan đến thở máy thì nó có thể đến hàng nghìn trang, thậm chí đến 2.000 trang. Do đó mà chúng ta sẽ không thể đọc hết. Và đối với vấn đề về cơ học phổi ấy, thì có lẽ ở đây các bạn về hô hấp sẽ có thể là sẽ tốt hơn với các bác sĩ hồi sức. Bởi vì các bác sĩ hồi sức chúng tôi ấy, thì thường nhìn nhận các cái vấn đề về vật lý nó rất khó khăn. Đúng không ạ? Ở đây các bạn hầu hết là đều làm về thông khí, đo các cái chức năng hô hấp thì các bạn hiểu rất rõ về cái điều đó hơn chúng tôi. Thế thì cái vấn đề về cơ học phổi mà nếu chúng ta không hiểu ấy thì hầu hết những trường hợp mà chúng ta thở máy chúng ta sẽ không hiểu và chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ không làm tốt nhất cho bệnh nhân được, và cái hiệu quả điều trị và chất lượng điều trị nó có thể bị giảm đi. Ở rất nhiều địa phương của chúng ta ấy, thì các bạn có máy thở, thậm chí có nhiều máy thở chứ không phải là chúng ta thiếu máy thở. Ở đâu đó có thể thiếu máy thở nhưng mà có những địa phương chúng ta có nhiều máy thở. Nhưng cái việc thực hành lâm sàng trên máy thở thì hầu hết các bạn ấy, là chúng ta để cho một ai đó chịu trách nhiệm và chúng ta không không có quan tâm nhiều lắm. Khi bệnh nhân vào mà có vấn đề suy hấp thì chúng ta mang cái máy thở ra, sau đó chúng ta lại cất cái máy thở vào. Nếu mà bệnh nhân được giải quyết, sau đó chúng ta lại mang cái máy thở ra, sau đó chúng ta lại cất cái máy thở vào. Thế thì để giải quyết vấn đề mang máy thở ra và cất máy thở vào ấy, thì các hãng máy thở là họ bao giờ cũng để sẵn cái bộ nhớ rồi. Tức là các bạn không làm gì hết, chả làm gì. Bạn chỉ cần bật cái máy thở lên là tự nhiên có cái mút thở của cái người trước đó, bệnh nhân trước đó, thế là họ bật lên và thở tốt, tốt chả vấn đề gì cả. Bởi vì họ đã được cài đặt sẵn và nó nhớ được cái mốt thở rồi các cái thông số mà bạn cài đặt từ hôm trước. Do đó mà các cái địa phương của chúng ta thì đa phần các bác sĩ, kể cả bác sĩ hồi sức của chúng tôi nhé, là các anh các chị là cứ bật máy lên và cho thở 1 năm, sau đấy một ngày đẹp trời tự nhiên là anh ấy lại chỉnh máy thở và 1 năm sau lại tiếp tục cái chế độ chỉnh máy thở của anh ấy. Thế thì đấy là cái thực trạng mà chúng ta phải đang đối mặt, tức là chúng ta không quan tâm gì vấn đề điều chỉnh để cho bệnh nhân dễ chịu. Cái vấn đề đó có thể thực hiện được với khoa hồi sức, bởi vì các anh nếu mà bệnh nhân khó chịu là các anh hồi sức các anh làm gì các bạn biết không? Các anh sẽ an thần và giãn cơ cho bệnh nhân, tức là gì, dãy dụa à, tôi sẽ cho tiêm cho một mũi an thần, còn dãy dụa tiếp à, mũi thứ hai, dãy dụa nữa không, cho mũi giãn cơ, thế là cuối cùng là yên, đúng không ạ? Và khi mà người ta nằm yên như vậy thì bạn bắt người ta thở cái gì người ta sẽ chịu cái đó, đúng không ạ? Bắt người ta thở cái gì và người ta sẽ chịu và người ta không có complain gì cả. Có thể là lên thiên đàng người ta sẽ complain về với Ngọc Hoàng rằng là cái bác sĩ A, bác sĩ B rất là đối xử với tôi rất là tồi tệ, đúng không ạ? Nhưng người ta sẽ không complain đến mức độ mà chúng ta có thể nghe thấy được. Nhưng mà đối với bác sĩ hô hấp của các bạn ấy, thì lại không phải như vậy. Bệnh nhân hô hấp của các bạn là những bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và hoàn toàn tiếp xúc với các bạn một cách rất là gần như là bình thường. Vậy thì có cái gì họ complain ngay lập tức, đúng không ạ, cho các bạn. Thì do đó mà cái việc mà điều chỉnh để cho bệnh nhân dễ chịu là một trong những cái nghệ thuật của bác sĩ của chúng ta ấy, thì các bạn sẽ là những người mà hết sức nghệ thuật, đúng không ạ? Để vào cái nội dung của chương trình ấy, thì tôi sẽ xin đi ba cái chủ đề. Thứ nhất là tôi sẽ nói về cơ học phổi. Thì nói về cơ học phổi đây chúng tôi nói về thể tích, áp lực và dòng chảy. Chúng tôi nói về cái tác động của thông khí nhân tạo lên bệnh nhân và một số biến chứng của thông khí nhân tạo chủ yếu liên quan đến thông khí nhân tạo xâm nhập. Về giải phẫu hô hấp thì tôi không nhắc lại nhiều quá, bởi vì liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta có thể là bác sĩ hô hấp các bạn rất giỏi, nhưng bác sĩ hồi sức của chúng tôi thì phải nói rằng là đây là một cái diễn đàn nên ra là chúng tôi phải nói những cái gì mà chúng tôi nghĩ và có thể để cho các bạn thấy rằng là nhiều khi tại sao những cái bác sĩ hồi sức người ta nghĩ một cách rất là vớ vẩn nhỉ. Họ lên diễn đàn giao hỏi họ hét rồi họ lung tung rồi mà chả hiểu nghĩ kiểu gì, đúng không ạ? Thì đối với chúng tôi thì vấn đề là anh em thường là hay ít quan tâm đến vấn đề về cái đường hô hấp trên. Nếu mà nói về đường hô hấp trên ấy, thì cái câu chuyện về về thở máy thì nếu mà chúng ta không quan tâm đến nó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại.
Bởi vì cái vai trò của đường hấp trên các bạn đều biết rồi đúng không? Là vai trò là nó chỉ là dẫn khí thôi. Nhưng mà nó kèm theo một cái câu chuyện, đó là làm ẩm và làm ẩm. Thì đa phần chúng ta là quên làm ẩm, làm ẩm. Tại sao chúng ta lại quên làm ẩm? Bởi chúng ta nghĩ là bình thường chúng ta đang hít thở khí trời, có vấn đề gì đâu, có làm sao đâu. Có lẽ là các bạn phải ngồi dịch một tí nhỉ. Hình như là còn chỗ ghế nào thì để lấy bớt ghế ra để cho các bạn mới. Đừng, các bạn phải đứng cả ngày đấy. Hay là bây giờ luân phiên nhau đi. Chúng ta sẽ bốc thăm. Là xong bốc thăm, sau đó thay nhau là bắt đầu là chọn ghế đúng không ạ? Thì các bạn cố gắng là phải ngồi xuống, đừng có đứng lên, nó sẽ rất vất vả. Thì quay lại về vấn đề về đường thở hấp trên thì chúng ta hay quên về vấn đề về làm ẩm và làm ấm. Bởi vì là cái câu chuyện của chúng ta đang thở trong cái bầu không khí là rất là ẩm, đúng không ạ? Và thậm chí còn nóng. Nhưng mà đối với bệnh nhân thở máy thì không phải như vậy. Đối với bệnh nhân thở máy của chúng tôi ấy, thì chúng ta biết là khí y tế là khí khô, trừ ở Việt Nam. Khí ở trên thế giới là khô, còn trừ Việt Nam là không khô. Thế làm thế nào để các bạn biết là cái khí mà đi vào trong tường của oxy trung tâm của các bạn ấy là khô hay không khô? Chúng ta có đo? Có chứ, chúng ta phải đo độ ẩm. Trước khi là hệ thống trung tâm ấy, họ muốn đưa khí vào trong hệ thống, họ phải đo cái độ ẩm và họ phải lấy toàn bộ cái độ ẩm, tức là trong không khí của chúng ta sẽ là zero về độ ẩm, không có một tí hạt nước, đúng không ạ? Nhưng mà nó không phải như vậy đâu các bạn ạ. Rất nhiều trường hợp các bạn cắm cái bình sủi vào ấy, để chúng ta đảm bảo là cái sục vào để làm ẩm cái khí mà để bệnh nhân thở, thì chúng ta phát hiện ra tự nhiên cái bình nó chuyển thành cái màu đỏ như máu. Cái bình nhé, bình sủi của chúng ta mà lại trở thành màu đỏ như máu. Các bạn biết cái máu nó ở đâu ra? Đâu ra các bạn biết không? Nó ở trong oxy đấy, nó trong tường đấy. Khi mà cái oxy của chúng ta có nước ở trong, nó sẽ oxy hóa cái ống đồng đó, cái dây đồng, cái hệ thống ống đó, và nó sẽ tạo ra cái màu đỏ đó. Và có thể nó đã có tồn tại ở trong hệ thống rồi, nhưng mà một ngày đẹp trời nó mới chui vào trong cái bình làm ẩm của các bạn. Đấy, cái bình sủi của các bạn. Đó là lý do tại sao tao mới nói là cái khí của chúng ta là không hoàn toàn khô, nó có nước. Thì điều đó là không thể chấp nhận được. Bởi vì bạn tưởng tượng cái nước đó là gì? Nó sủi vào cái bình sủi thì ok, nhưng mà nó mà lại đi vào trong cái máy thở của bạn thì xong rồi. Ví dụ cái máy thở này mà cái nước vào trong cái hệ thống ống ở trong đấy thì có nghĩa là xong rồi. Chính vì lý do như vậy, cái tuổi thọ của máy thở của chúng ta nó rất kém. Tuổi thọ của máy thở chúng ta rất kém. Và tôi chắc chắn với các bạn rằng là các bạn cũng chẳng quan tâm về tuổi thọ máy thở đâu. Bởi vì là có phải của các bạn đâu, của khoa chứ, của trung tâm hô hấp chứ, của bệnh viện Bạch Mai chứ, của bệnh viện nào đó chứ, có phải của bạn đâu. Nhưng các bạn có nhớ rằng là gì? Nếu mà cái câu chuyện tôi vừa nói nó xảy ra đối với trường hợp máy thở của các bạn để trong điều kiện nhiệt độ phòng, đúng không? Thì cái hệ thống không khí ngoài trời nó rất là ẩm. Thế sau đó là bạn cho vào phòng lạnh thì nó ngưng tụ với nước. Thì cái ngưng tụ đâu? Nó trên bề mặt máy sẽ ngưng tụ. Ở đâu nữa? Trong hệ thống dây thở sẽ ngưng tụ. Và trong cái hệ thống máy cũng sẽ ngưng tụ cái nước đó. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tuổi thọ của máy thở. Vậy thì thường thì nếu mà chúng ta chơi với câu chuyện là chơi với máy móc ấy, thì chúng ta phải cất giữ một cách cẩn thận. Giống như cái máy của các bạn, ví dụ điện thoại của bạn là một cái máy, bạn cất giữ rất cẩn thận đúng không? Bạn có bao giờ vứt nó ra đường đâu? Bạn có bao giờ ngâm nó vào nước đâu? Đúng không? Không ngâm vào nước thì chúng ta cũng phải bảo vệ cái máy thở của chúng ta giống như thế. Chúng ta phải có một cái phòng chuyên về máy. Phải có nhiệt độ ở trong cái phòng đó phải đảm bảo. Phải có độ ẩm. Tức là chúng ta phải rất là khô để bảo vệ cái máy đó, máy thở đó. Thì đấy là một cái rất là quan trọng. Và quay lại vấn đề về đường thở thì đối với cái thở máy xâm nhập thì chúng tôi bắt buộc trên hệ thống phải có hệ thống làm ẩm không khí. Bởi vì khí y tế là khí khô. Khí y tế là khí khô, bắt buộc phải có hệ thống làm ẩm. Vì vậy nếu mà các bạn có bệnh nhân thở máy ở trong khoa các bạn thì phải chú ý cái hệ thống làm ẩm đó. Bởi vì chỉ cần 2 đến 3 ngày mà bạn không làm ẩm thì toàn bộ hệ thống ống nội quản của các bệnh nhân, toàn bộ hệ thống đường thở của bệnh nhân sẽ bị khô đờm, tắc đờm và rất nhiều cái biến chứng liên quan đến nó xảy ra. Còn nếu như là chúng ta thở máy không xâm nhập thì nếu như thời gian thở trên 24 giờ thì chúng ta cũng phải có hệ thống làm ẩm cho hệ thống thở không xâm nhập. Bởi vì đối với trường hợp thở không xâm nhập ấy thì
thì dù sao cái hệ thống đường hô hấp trên của chúng ta nó vẫn hoạt động, nó vẫn có cái vai trò, nhưng bên cái dòng chảy của thở không xâm nhập nó rất là cao. Các bạn biết cái dòng chảy bình thường vào mũi của chúng ta ấy, nếu chúng ta đo nó là bao nhiêu không ạ? Bình thường cái dòng chảy nó chui vào mũi của chúng ta là bao nhiêu các bạn biết không? Nếu chúng ta để một cái cảm biến về dòng chảy đo ở mũi thì là bao nhiêu các bạn biết không? Mời bạn. Em không biết, mời em tiếp. Không biết. Không biết. Bình thường nó khoảng là 30 lít trong 1 phút, tức là 30 lít phút chứ không phải trong 1 phút, 30 lít phút. Có nghĩa là gì? Bình thường thôi, chúng ta không có cảm giác gì. Nhưng ví dụ một bệnh nhân mà suy hấp vào thở với giống là gì? Thở người ta tốc độ rất là nhanh không? Đấy, bạn nghe thậm chí tiếng rít ấy. Thì bao nhiêu gọi biết không? Nó lên đến 60 lít, lên đến 90 lít, đến 120 lít trên phút, tức là tốc độ dòng chảy nó tăng lên rất là cao. Và lúc đó toàn bộ cái hệ thống đường hô hấp trên của chúng ta không giải quyết được. Không giải quyết được vấn đề làm ấm. Chính vì lý do như vậy thì nếu mà chúng ta thở máy về lâu dài và thể không xâm nhập ấy, thì bắt buộc chúng ta phải nghĩ đến cái việc làm ấm đó để hỗ trợ cho bệnh nhân. Còn nếu không thì hiệu quả của cái việc thở không xâm nhập của chúng ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Vì lý do chúng ta làm khô đờm. Bởi vì không làm ấm thì khi không khí đến tận phía nam của chúng ta đến chỗ này nè, thì cái điều gì xảy ra? Nó vẫn phải 100% độ ẩm. Về tuyệt độ, độ ẩm tuyệt đối của nó là 47 gam nước trong 1 lít khí. Độ ẩm tương đối của nó sẽ là 100%, không có cách nào khác. Vậy để đảm bảo 100% như vậy ấy, thì toàn bộ cái hệ thống khí ở phía trên đường thở nó sẽ lấy toàn bộ nước ở đó, nó làm cho toàn bộ cái đường thở của chúng ta sẽ bị khô lại. Về trao đổi khí thì các bạn biết rồi, Việt Nam chúng tôi chỉ nhắc lại các bạn là chuyên gia. Ở đây thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện trao đổi oxy và CO2. Đối với chúng ta, tách biệt giữa vấn đề suy hấp của chúng ta là sẽ có hai loại suy hấp, là do giảm oxy máu và suy hấp do tăng CO2 máu. Thì cái điều này là các bạn rất là chuyên gia rồi. Ở đây toàn thấy các bạn đeo kính dày cộp thế này thì chắc là đọc sách rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện về oxy và CO2 là một cái câu chuyện muôn thuở chúng ta đều phải giải quyết đối với bác sĩ hô hấp. Thì chúng ta biết là đối với cái oxy thì rất là đơn giản, không bao giờ chúng ta lại úp một cái mask để thở không xâm nhập cho bệnh nhân mà oxy chúng ta chỉ cần mà dùng kính mũi hoặc là dùng mask đơn giản. Có nghĩa là nếu mà về xét về thở không xâm nhập ấy, là chúng ta sẽ đi làm một cái giai đoạn mà trung gian giữa thở máy xâm nhập và thở oxy thông thường, đúng không ạ? Thở oxy thông thường là gì? Chúng ta chỉ cần kính, chưng mask, rồi nếu mà nhiều oxy cần hơn nữa thì chúng ta có cho cái túi dài ra, cho cái túi dự trữ ấy, thì mask. Thì ở đây các bạn ở các địa phương của chúng ta có oxy kính không? Cộng kính không? Cái kính mà carbin ấy thì có không ạ? Ở đây có các bạn ở các cái địa phương đến đúng không? Thì nếu các bạn có cái oxy gọng kính thì giơ tay. Đấy các bạn thì có đa phần là các bạn là không có. Nào nếu mà các bạn có oxy mask mà đơn giản ấy, giơ tay ạ. Đấy, đấy cũng chỉ có một thiểu số thôi. Nếu mà bạn có cái oxy mà có một cái túi dài ơi là dài ra bên ngoài ấy để giữ chữ ấy, giơ tay ạ. Đấy cũng chỉ được 3-4 người có. Thế các bạn khác không có gì hết à? Các bạn không phải là chuyên gọi bác là bạn, các bạn đi từ phòng kế hoạch tổng hợp, đúng không ạ? Chúng ta đều có hết những dụng cụ đó. Thế các bạn có cái venturi không? Cái dụ cái mặt nạ mà nó có thể chỉnh oxy chính xác ấy, có không ạ? Không có, chưa bao giờ nghe thấy. Tức là chúng ta có cái mặt nạ venturi để thở cho bệnh nhân COPD, tức là COPD là phải thở venturi. Có nghĩa là anh chỉnh SpO2 chính xác luôn. Anh muốn bao nhiêu? 30%, được 30. Anh muốn 40%, được 40% luôn, đúng không? Thế thì cái đó là cái rất quan trọng với COPD, các bạn biết rồi. Về cơ chế là chúng ta biết rất rõ về cái câu chuyện đó. Nhưng trong thực hành lâm sàng của các bạn ấy, chúng ta biết cơ chế, chúng ta nói rất là hay, nhưng chúng ta không làm. Nhất quyết là không làm. Bởi vì sao? Nó phức tạp quá. Thực ra nó chả phức tạp gì cả, chẳng qua là chúng ta chẳng muốn, đúng không ạ? Nhớ rằng tiêu chuẩn ở trên thế giới rồi, thở cho bệnh nhân COPD là phải venturi, phải high flow. Bạn nghe đi, hệ thống high flow bao giờ chưa? Hệ thống dòng cao bao giờ chưa? Thế bạn có hiểu là oxy dòng cao khác với oxy dòng thấp không? Bây giờ tôi phải mời bạn nội trú để các bạn mà đeo kính mà
hình như là các bạn nội trú mà đã tham gia rất nhiều các hội nghị quốc tế khoa học và rất nhiều, hình như là bên gây mê hồi sức đúng không em? Em là bên gây mê đúng không? À em là hô hấp. Anh mời em. Em có thể cho mọi người biết là oxy dòng cao với dòng thấp nó khác nhau ở chỗ nào? Dòng cao, lưu lượng cao, lưu lượng thấp tùy các bạn gọi. Mời em đứng lên, em nội trú đúng không? À đúng rồi, nội trú, chuẩn rồi, nội trú hấp đúng không? Nội trú nội, à đúng rồi, nội trú nội thì cũng phải qua hấp đúng không? Cũng có một tí hấp rồi, xin mời bạn. Chưa phân biệt, ở đây có nội trú hấp không? À không có nội trú riêng hấp mà chỉ có nội qua đúng không? Ok, thế thì chúng ta biết là oxy của chúng ta ấy, thậm chí bây giờ cái chữ hiểu biết về oxy cao và thấp là chúng ta cũng không hiểu đâu. Vì qua cái câu chuyện tôi vừa nói với các bạn ấy, chúng ta không biết được là cái nhu cầu hít vào của bệnh nhân của chúng ta hoặc là chúng ta bình thường là bao nhiêu, ví dụ 30 lít phút có nghĩa là gì? Nếu anh cho một cái dụng cụ thở oxy gì mà trên 30 lít trong một phút, tức là cái tốc độ dòng nó chảy ra ấy, trên 30 lít một phút, tức là đáp ứng được cái nhu cầu của cái bệnh nhân đó thì được gọi là lưu lượng cao. Hiểu không ạ? Lưu lượng cao. Ví dụ chúng ta cắm một cái bình làm bẩm vào trong tường, chúng ta thấy là cái đồng hồ nó đo, cái cột nó đo và cái bao nhiêu lít phút ấy thì cái lưu lượng là cao nhất là bao nhiêu ạ? 15 lít phút. Vậy thì chỉ bằng nửa so với nhu cầu mà một cái người bình thường người ta hít thôi. Vậy thì muốn cho đảm bảo được cái nhu cầu của người đó thì chúng ta phải cắm hai cái như thế thì thành 30. Nhưng mà có phải là người ta cứ hít 30 đâu, người ta có thể hít 33 thì sao? Thì chúng ta phải cắm ba cái như thế được 45. Như vậy được 45 thì có thể đảm bảo với nhu cầu của các bạn là oxy sẽ rất là chính xác. Còn nếu như mà chúng ta không đảm bảo được cái dòng chảy đó thì oxy của chúng ta sẽ như thế nào? Ví dụ chúng ta thở oxy gọng kính, oxy gọng kính đúng không? Khi thở oxy gọng kính như vậy thì chúng ta biết là một phần một lít thì tương ứng với bao nhiêu phần trăm oxy? Còn nhớ không ạ? 4%. Thế các thầy mới dạy là em ơi bây giờ thầy cho bệnh nhân thở là 3 lít thì em tính xem cho thầy là bao nhiêu phần trăm nào, em tính cho thầy là bao nhiêu phần trăm nào? 32% hoặc là 33% gì đấy. Đúng quá, em giỏi quá, đúng là em là học sinh cấp 1, 1 cộng 1 bằng 2. Đúng thật. Không, nó không phải thế. Không phải vậy. Cái đấy là để cho học sinh vỡ lòng thôi. Để cho các em nó tưởng tượng ra nó dễ thôi. Sinh viên Y1 thôi, đã là nội trú Y1 rồi thì phải khác. Nó sẽ dao động từ 21% cho đến 44%, bất kỳ con số nào trong số đó. Đó mới gọi là oxy dòng thấp. Có nghĩa là bạn đặt ra tốc độ, bạn đặt ra dòng chảy, nhưng mà nó không chính xác cái oxy NOI đó. Nó dao động liên tục trong một cái khoảng, tùy theo mỗi một nhịp thở của bệnh nhân hít là bao nhiêu. Bởi vì mỗi một nhịp thở của bệnh nhân của chúng ta hít một cái VT khác nhau, hít một cái dòng chảy khác nhau. Kể cả tôi nói là 30 nhưng mà thực ra người ta có thể có lúc thì họ thì hít. Ví dụ như là họ gặp phải ở đây có rất nhiều người có vợ, chả vợ tự nhiên đang đi chơi, tự nhiên vợ phát hiện ra thì thở mau không hỏng lên 60 lít phút. Đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như bị sếp mắng chả mau không hỏng thở lên 60 lít phút. Thế thì bản thân người bình thường nó cũng dao động cơ mà, đúng không? Thì điều đó sẽ không chính xác. Nhưng mà nếu bây giờ mà các bạn muốn nhá, các bạn muốn chính xác thì tôi cho thở luôn high flow system, tôi đặt luôn 60 lít phút. Đúng không? Mà tôi có thể đặt lên 120 lít phút. Không sao cả, đảm bảo được cái nhu cầu của bệnh nhân. Thì chúng ta đặt oxy bao nhiêu là nó sẽ bằng bấy nhiêu luôn. Vậy thì các bạn thở cho bệnh nhân COPD nhớ rằng phải sử dụng high flow hoặc là venturi thì mới đúng là các bạn hiểu. Mới đúng là các bạn quan tâm đến vấn đề oxy của bệnh nhân COPD. Còn nếu không thì các bạn vẫn abacờ cho nó vui thôi, đúng không ạ? Về vai trò của hệ hấp thì các bạn cũng giỏi rồi, tôi cũng không nói nhiều về câu chuyện này. Thì tôi chỉ nói về vấn đề thông khí thôi. Thông khí nhân tạo của chúng tôi ấy, thì chia thành hai loại, dương và âm. Cái gì nó có dương và âm? Tại sao nó nói về câu chuyện dương âm làm gì cho mệt, đúng không ạ? Dương âm là nó liên quan đến câu chuyện là cái lịch sử phát triển. Đây là một cái âm, tức là cho bệnh nhân vào một cái lồng và mô phỏng theo cái động tác hô hấp bình thường của chúng ta. Tức là gì? Cơ hoành phải được dâng, phải co lại và kéo xuống, rồi lồng ngực phải được dâng lên, thì cái máy này nó sẽ làm được cái động tác này, tức là nó vô phỏng như thế. Và hiện nay thì cái máy này người ta đưa vào viện bảo tàng rồi, bởi vì nó liên quan đến tính chất lịch sử.
Ví dụ như của bác Hồ chúng ta ấy, có một cái máy rất là to đúng không? Các bạn đã vào viện bảo tàng của bác Hồ chưa? Đã nhìn thấy cái máy to đấy chưa? Phải chụp ảnh cách đấy. Ví dụ như là theo yêu cầu của hội hấp mà tôi thấy thầy Châu chuẩn bị cập nhật ấy, là hội viên của hội hấp phải chụp cạnh cái máy thở của bác Hồ một cái ảnh thì các bạn mới được là hội viên của hội hấp. Ở đây nói nhỏ thầy Châu cũng bảo ở đây là như vậy, thì nó phải có liên quan với cái lịch sử gì đó. Thì những cái câu chuyện về máy thở đấy đã vào về lịch sử rồi, bởi vì nó liên quan đến cái vụ đại dịch ở trên thế giới, đúng không ạ? Thế đây là đại dịch, đây là điển hình của khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai trong tương lai của thế kỷ 22. Ở đất nước Việt Nam của chúng ta có một điều rất kỳ lạ, cứ mua máy thở là các anh ấy cứ dãy dãy lên. Bây giờ là tự quản rồi, tự chủ rồi. Thế đâm ra là mua máy thở là chỉ có thiệt, bởi vì cái thời gian cái tiền mà chúng ta thu được từ bệnh nhân không đủ để chi trả cho máy thở, đâm ra là các anh bảo không, bây giờ nhất quyết là không mua máy thở nữa, mua là CT rồi mua là máy thăm dò chức năng hô hấp này, rồi mua máy nội soi qua ống nội khí quản này. Đấy, nó sẽ ra được sản phẩm, còn cái máy thở thì không ra được sản phẩm. Nhưng các bạn đừng có tưởng đùa nhá, năm tới chúng tôi sẽ thay đổi luật cái là một ngày thở máy sẽ lên 5.000 đô. Các bạn sẽ tính được nhiều bao nhiêu cái thủ thuật các bạn làm bằng cái một ngày thở máy của chúng tôi, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn ở đây là bạn sẽ đếm được là bao nhiêu nghìn đô trong cái phòng đây, bao nhiêu nghìn đô. Và cái vấn đề của nó là gì? Nếu mà chúng ta gặp những cái ca là thông thường, một số ca RDS, chúng ta thấy nghĩ là cái câu chuyện đó là hoành tráng. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta giải quyết đại dịch thì chúng ta giải quyết như nào? Tốt nhất là theo quy luật tự nhiên. Ông nào sống được thì sống và ông nào chết thì phải chết. Bởi vì chúng ta chả có gì chuẩn bị cho cái câu chuyện đó. Khi mà chúng ta mở cái kho quốc gia ra về vấn đề để xem là trong kho nó có cái gì, thì có rất nhiều máy thở, có rất nhiều các thứ ở trong đấy. Nhưng mà cắm điện vào thì không hoạt động được. Bởi vì sao? Chẳng ai quan tâm cả. Thế thì tốt nhất là gì? Tốt nhất là chúng ta sẽ chọn cái mẹ tự nhiên, người ta sẽ quyết định chuyện đó. Và đa phần các bệnh nhân của chúng ta, tôi thấy có rất nhiều địa phương của chúng ta, rất nhiều bệnh viện của chúng ta theo quy luật tự nhiên. Bây giờ gần đây thì chúng tôi thăm một cái bệnh viện, cái bài thở máy của chúng tôi ấy, trong chương trình là tôi đã gửi cho các bạn hết rồi. Ở đây tôi sẽ không nói về thở máy ở đây, bởi vì là đã học, gọi là trên đại học, có nghĩa là chúng ta không học cái gì mà trong sách, không giảng cái gì mà trong sách đã viết, bài đã được đưa, mà chúng ta sẽ nói cái vấn đề ngoài cái vấn đề đấy. Thì khi mà chúng tôi đi ở các cái tỉnh ấy, chúng tôi đi giảng ở các tỉnh, thì chúng tôi phát hiện rằng là có những địa phương họ có cái máy thở, ví dụ họ có 6 cái máy thở, thì họ sẽ thở cho 6 bệnh nhân đúng không? Thế khi mà có một bệnh nhân mới vào thì không có cái máy thở thứ 7, thì các bạn biết họ làm gì không? Theo các bạn họ sẽ làm gì trong trường hợp đó? Họ sẽ lấy một bệnh nhân mà khả năng khỏe nhất trong cái số 6 người đó, lấy cái máy thở đó và cắm vào người thứ 7. Đấy được gọi là cai thở máy theo quy luật tự nhiên. Đấy, thì hiện nay chúng ta thực hành lâm sàng là như thế. Chúng ta không có protocol gì cả, rồi cũng chẳng có phác đồ gì cả, tất cả loạn sẽ thấy cái điều đó xảy ra. Và protocol của các bạn ấy chẳng qua là chỉ viết ở trong bệnh án để đối phó thôi, chứ không phải thực hiện. Và chính vì lý do như vậy thì tôi đánh giá rất là cao trung tâm hấp, một số các cái trung tâm ở Việt Nam là chúng ta đã tham gia vào những cái dự án và nghiên cứu của quốc tế để chúng ta chuẩn hóa cái đội ngũ của chúng ta để làm cái gì nó phải chuẩn, đúng không ạ? Thông khí nhân tạo xâm nhập thì các bạn biết rồi. Thông khí nhân tạo xâm nhập là cái mà dễ nhất với chúng ta và chúng ta thực hiện rất nhiều. Tức là anh không phải làm cái gì đó phức tạp như là một cái hộp phức tạp và đắt tiền, mà thay vì đó là gì? Sử dụng một cái máy và tạo ra một áp lực dương. Thế thì chúng ta có cái gì mà trong tay mà không phải là máy mà cũng tạo ra được áp lực dương? À, chính là cái quả bóng của chúng ta, đúng không? Bóng là rất nhiều. Bóng là một cái tạo ra áp lực dương. Thế thì cái máy ở đâu? Cái gì để tạo ra áp lực dương cho cái bóng đó? Chính là người bóp bóng. Thế chính vì lý do như vậy thì những cái người bóp bóng đó chính là những cái máy thở,
nhưng không chạy bằng điện mà chạy bằng cơm. Đúng không? Chạy bằng cơm. Vậy thì đừng có vì lý do là em hết máy thở rồi thầy nhận cho em bệnh nhân, không được. Hãy sử dụng cái máy chạy bằng cơm của các bạn. Đó, hãy sử dụng cái máy thở chạy bằng cơm của bạn và bóp bóng cho bệnh nhân. Thì chúng tôi là về hồi sức ấy, thì các thầy thường dạy là gì? Chúng ta phải truyền cái tình cảm của chúng ta vào người bệnh nhân. Bằng cách gì? Không phải là truyền dịch nhé, mà bằng bóp bóng của bệnh nhân. Thì khi bóp bóng như vậy thì các thầy dạy với chúng tôi là gì? Thì thứ nhất là chúng ta có cái sự tình cảm, tức là cái tình cảm thể hiện bằng mấy bàn tay của chúng ta. Cái thứ hai là gì? Chúng ta lượng hóa được cái cơ học phổi của bệnh nhân, tức là xem nó có cứng, có mềm. Ví dụ như chúng ta bóp bóng nó thì cứng, bảo bây giờ cái phổi này có vấn đề, đường thở này có vấn đề, đúng không? Đánh giá bệnh nhân. Và chính vì lý do như vậy, các bạn sẽ thấy là trong quy trình của thở máy thì bao giờ các thầy cũng biết là gì? Sau khi đặt ống nội khí quản xong, các em phải kiểm tra vị trí ống nội khí quản, sau các em phải dùng quả bóng bóp vào khoảng 5 đến 10 nhịp xem là bệnh nhân ra sao, sau đó chúng ta đặt vào, đúng không? Đấy là các thầy nói như thế. Nhưng mà tôi nói với các bạn rằng là cấm tuyệt đối cái câu chuyện đó. Các bạn có thể nói với tôi là vì là chúng tôi có cái máy chạy bằng cơm đấy, nó có tình cảm đấy, nhưng chúng tôi vẫn thích cái máy thở hơn, bởi vì chúng ta cần sự chính xác. Trước đây thì chúng ta biết là các thầy của chúng ta, nói chung là cái ngành y của chúng ta ấy, rất khó được giải thưởng Nobel. Bởi vì cái câu chuyện được giải thưởng Nobel ấy, là các bạn phải phát kiến ra một cái gì đó rất hay mà nó thay đổi toàn bộ cuộc sống của người dân thì sẽ được giải thưởng Nobel. Nhưng mà đa phần những cái nghiên cứu của chúng ta mới phát hiện ra là chúng ta toàn chữa cái bệnh của những cái ông trước mà ông gây ra mà thôi. Vậy thì để cái câu chuyện là chắc là ngành hốt thì ít thôi, nhưng mà ngành hồi sức của chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi toàn chữa những cái bệnh của các thầy chúng tôi tạo ra thôi. Và cái với kết quả là gì? Toàn các thầy làm sai hết. Các bạn dám nói với các thầy làm sai hết không? Chết rồi. Trong hội trường, ví dụ như hội trường tim mạch mà nói thế thì chết. Tí nữa mà sang hội trường Đặng Văn Trung mà nói thế thì cũng chết luôn. Vì đấy là các cái bậc thầy tiền bối của chúng ta. Chúng ta biết rằng là các cái nghiên cứu ở năm 70 của thế kỷ trước, là cái thời các thầy của chúng ta, tầm là các thầy của tất cả các thầy ở đây rồi, thì cho VD rất cao, thở áp lực rất mạnh. Và hậu quả là gì? Bệnh nhân chết rất nhiều. Thế thì những năm 80 và 90 bắt đầu người ta thay đổi quan điểm, người ta cho thở VD thấp xuống, áp lực thấp hơn, thì lại cứu sống được rất nhiều. Thế hóa ra là gì? Thế chúng ta làm được cái gì phát kiến được trong vụ là giảm VT đấy đi nhỉ? Chả phát kiến được cái điều gì cả. Chẳng qua là làm ngược lại với các thầy dạy thôi. Vậy thì từ hôm nay trở đi các bạn về nhà ấy, cứ ông thầy và ông sếp mình bảo cái gì làm ngược lại thì nó sẽ thành công. Nó sẽ thành công. Còn mà chúng ta cứ theo những cái gì của cái vết đi cũ ấy, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Chắc chắn chúng ta sẽ thất bại, và thế giới đã chứng minh điều đó, chứ không phải là chúng ta. Các bạn là những người trẻ, các bạn sẽ làm và tất nhiên là trong đây sẽ có rất nhiều sếp ở trong đây. Nhưng mà các anh ấy sẽ khó chịu một tí, thì nhưng mà không phải là sếp là ví dụ như là trưởng khoa thì vẫn là sếp ở là nhân viên của bệnh viện dưới giám đốc, đúng không? Nếu giám đốc bảo gì thì trưởng khoa làm ngược lại. Nếu trưởng khoa bảo gì thì nhân viên làm ngược lại sẽ thành công. Đúng không? Thì đấy là cái yếu tố thành công quan trọng nhất mà chúng ta thấy được trong thời điểm này, về y học đã chứng minh được điều đó, đúng không ạ? Thì đấy là cái vấn đề liên quan đến thở xâm nhập. Thì cái việc liên quan đến một số cái thông số liên quan đến thở, tạo ra các nhịp thở, thì vì các bác sĩ hô hấp là chuyên gia nên tôi không múa rìu trước mắt thợ làm gì. Nhưng mà có một cái điều tôi phải nhấn mạnh với các bạn là gì? Các cái áp lực ở đây ấy, là rất quan trọng để tạo ra nhịp thở. Thì chúng tôi là quan tâm những áp lực gì? Thứ nhất là chúng tôi quan tâm cái áp lực xuyên phổi. Áp lực xuyên phổi gần đây được người ta quan tâm nhiều nhất vì lý do là nó gây ra tổn thương phổi. Thì bình thường của chúng ta, nếu mà chúng ta thở mà có sự chuẩn bị và hoạt động đều đặn của hệ thống hô hấp, tức là hệ thống cơ hoạt động đồng thì với cái hoạt động của phổi, thì điều chúng ta có thể chịu được áp lực rất cao. Ví dụ những người mà thổi kèn chẳng hạn, những nhạc công chẳng hạn, người ta có thổi với cái áp lực rất cao nhưng mà chả có làm sao cả. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta ấy, là khi chúng ta tăng áp lực đường thở lên nhưng mà bệnh nhân không hợp tác với chúng ta, thì đó là vấn đề gây ra biến chứng. Các bạn nhớ nhé, khi mà bệnh nhân không hợp tác, khi mà bệnh nhân khó chịu, có nghĩa là thời điểm gây ra biến chứng cho bệnh nhân.
đúng không ạ? Hôm qua một cái giáo sư của tôi tính Blanzi gì đó của Italy, của Ý đấy, có trình bày với chúng ta một cái bệnh nhân, cái ca lâm sàng bệnh nhân, tức là khi mà vào khoa cấp cứu người ta vì là tình trạng suy hấp do viêm phổi thì bệnh nhân được thở không xâm nhập, và hồi sau thì thấy đầy khí ở trung thất, tức là bệnh nhân tôi đi. Thế thì có nghĩa là gì? Anh thở máy không có nghĩa là cái thông điệp gửi ra là gì? Anh cứ vào khoa cấp cứu là cái bác sĩ cấp cứu là kém lắm, rốt lắm, chúng nó làm là cho thở máy là nó sẽ bị tràn khí đấy, không phải thế. Nếu anh mà đặt cho bệnh nhân thở không xâm nhập ở bất kỳ vị trí nào, cứ thở áp lực dương là nguy cơ tràn khí vào phổi. Thì chúng ta phải chú ý những cái thời điểm mà bệnh nhân khó chịu, những cái thời điểm mà bệnh nhân thở không máy, đó thở không theo máy, đó là thời kỳ mà bệnh nhân sẽ gây ra những cái biến chứng. Thì đây là hàng loạt những cái áp lực xuyên phổi mà chúng tôi đã đề cập ở trên, những cái thay đổi theo sinh lý, theo áp lực âm, áp lực dương. Thì trong bài chúng tôi đã đưa gửi cho các bạn để tiết kiệm thời gian, tôi không đi qua phần đó. Đây là sự thay đổi của nhịp thở tự nhiên, ở trong đó chúng tôi có nhấn mạnh đặc điểm là gì? Trong nhịp thở tự nhiên ấy, thì khi cái thể tích thì bơm vào phổi theo hít vào và thở ra, dòng chảy thì gì? Chúng ta cái dòng chảy thì âm ở chiều âm và dương, sau đó thì áp lực trong phế nang cũng thế, và đặc biệt chúng tôi quan tâm cái áp lực ở đây là áp lực ở trong khoang màng phổi thì rất là quan trọng. Đây là thở áp lực âm, cũng tương tự như vậy là khi chúng ta sử dụng cái máy áp lực âm thì nó sẽ như thế này, tương tự như thế. Và thở áp lực dương thì ngược lại, áp lực dương là chúng ta tạo ra một cái áp lực dương từ ngoài vào. Thế nên chúng ta tưởng tượng ra nếu như mà bệnh nhân của chúng ta cùng thời điểm với bệnh nhân tạo ra áp lực dương ấy, họ lại cũng tạo ra một áp lực dương, tức là hai anh đánh nhau, đúng không? Chúng ta gọi là chống máy. Thì cái hiện tượng xảy ra rất nhiều trên bệnh nhân thở máy, và đặc biệt là bệnh nhân thở máy xâm nhập thì không xâm nhập cũng rất nhiều trong trường hợp như vậy, đúng không ạ? Thì đấy là cái điều mà chúng ta nên tránh. Cái điều thứ hai chúng ta cần tránh, có nghĩa là khi mà chúng ta bơm vào áp lực đường thở rất cao, sau đó bệnh nhân lại hít rất mạnh, đúng không ạ? Hít rất mạnh thì nó tạo ra áp lực xuyên phổi cũng rất mạnh, rất cao. Thì chính vì lý do như vậy nó gây ra các tổn thương phổi. Thì đây là những cái mà liên quan áp lực dương. Ảnh hưởng của thông khí áp lực dương thì chúng ta biết là để tạo ra một cái nhịp thở vào trong phổi bệnh nhân ấy, thì chúng ta bắt buộc cái áp lực dương nó phải thắng đầu tiên là sức cản của đường thở, và sau đó là cái độ chun của phổi. Sức cản của đường thở nó phải thắng được và độ chun của phổi. Vậy thì nếu như mà chúng ta mà thở máy vào cho bệnh nhân, nếu mà họ có co thắt thì gì, áp lực ở bên ngoài có thể rất cao nhưng có thể không vào phổi được. Bởi vì sao ạ? Nó không thắng được cái sức cản của đường thở, đúng không ạ? Hoặc là khi mà bệnh nhân của chúng ta có một cái tình trạng phổi cứng, ví dụ như là viêm phổi, phù phổi cấp, thì cái câu chuyện mà để chúng ta bơm vào phổi cũng cần phải áp lực cao hơn rất nhiều. Vậy thì thường trường hợp mà chúng ta thấy áp lực mà bơm vào rất là cao rồi cái phổi rất là cứng thì chúng ta không thể thở không xâm nhập được. Bởi vì lý do là máy không xâm nhập của chúng ta nó không có hiệu quả. Lúc đó là gì? Thay vì nó đẩy vào phổi bệnh nhân thì nó đẩy vào mồm bệnh nhân, và bệnh nhân phồng ra khi đẩy vào và co lại khi nó cứ thông khí cho mồm chứ không phải là thông khí cho phổi bệnh nhân. Do đó nó có một cái giới hạn nào đó, mà ở đó chúng ta khi mà cái phổi nó quá cứng, khi mà đường thở nó có co thắt thì cái việc thở máy không xâm nhập của chúng ta sẽ không có hiệu quả nữa, và lúc đó bắt buộc chúng ta phải chuyển về thở máy xâm nhập. Vậy thì cái thời điểm mà chúng ta chuyển về thở máy xâm nhập như thế nào, đó là cả một cái câu chuyện liên quan đến cái kinh nghiệm cũng như liên quan đến cái kiến thức của những người bác sĩ của chúng ta. Về các thể tích và dung tích phổi thì tôi không nói, các bạn biết rồi. Bình thường ấy là cái thể tích mà lưu thông của chúng ta bình thường là chỉ cần 6-80 lít trên kg cân nặng thôi. Và chúng ta biết là các bệnh nhân thở máy trước đây của chúng tôi ấy, hiểu một cách là sơ sài, chúng tôi thường tăng đến 12 lít trên kg cân nặng. Tại sao chúng tôi lại tăng đến 12 lít trên kg cân nặng? Là bởi vì bình thường ấy là chúng ta biết là trong 60 lít đó, nếu mà chúng ta thở thường thì cái thông khí phế nang của chúng ta, đoạn sau chúng tôi sẽ chỉ, nhưng mà ở đây tôi nói luôn là nó chiếm 2/3 là thông khí phế nang và 1/3 là thông khí quảng chết, bởi vì nó đi vào ống thở. Vào ống thở nên thông khí quảng chết. Thế thì 1/3 đó là không còn cách nào khác, vì nó nằm ở trong khoảng chết rồi. Do đó thì là gì? Muốn bù trừ cho khoảng chết thì chỉ có cách là tăng thông khí lên thôi. Thì nếu mà chúng ta cho bệnh nhân thở máy thì rất nhiều khoảng chết được tạo ra. Ví dụ như khoảng chết của bệnh nhân đã có sẵn. Ngoài ra chúng ta có khoảng chết của máy thở và những khoảng chết của rối loạn sinh lý do bệnh nhân thở máy, làm cho cái khoảng chết tăng lên không phải là 30% như bệnh nhân thường, và lên 40 đến thậm chí 50%.
Chính vì lý do để bù trừ cho chuyện đó thì các ông thầy của chúng ta quyết định là gì, chẳng phải có cái kiến thức gì trong cái việc này, chẳng nghiên cứu gì trong việc này đâu. Các thầy tự giao ban xong bảo từ nay trở đi khoa mình tăng lên 12 ml trên kg cân nặng. Mà nhưng mà ông thầy cũng quá nổi tiếng, thế là viết vào trong sách 12 ml trên kg cân nặng. Thế là cuối cùng là toàn bộ thế hệ học trò cứ 12 12 12 12. Đó là vì lý do như vậy. Đâm ra là chả có cái cơ sở gì đâu. Nhiều khi các bạn hỏi là thế thầy lấy cái kiến thức thầy vừa nói mồm ấy ở đâu ra đấy? Bảo thầy lấy từ hội đồng, chả có sách nào cả. Nhiều khi nó là thế thì các bạn phải rất cẩn thận. Các thầy nói gì phải về check luôn, Google hết. Cái ông thầy mà tốt nhất hiện nay của chúng ta chính là ông thầy Google, tên là Google. Cứ thầy nói gì là phải check, thầy nói gì phải check, thầy nói gì phải check. Thế mới gọi là học. Đừng bao giờ nghe và hấp thu vào trong người mình, đẩy ra luôn và bắt đầu phải hấp thu bằng cách là gì, phải kiểm chứng ngay. Về lưu lượng dòng thì tốc độ dòng thì rất là quan trọng, chúng ta nói với các bạn trên rồi. Nếu như bệnh nhân suy hấp thì chúng ta phải bơm vào dòng cao hơn. Vậy thì cái máy thở nó sẽ là cái giải quyết tối ưu nhất cho vấn đề về dòng chảy. Bởi vì máy thở là trong đó nó có hệ thống van, tí nữa Verick sẽ trình bày chúng ta cái hệ thống nó tạo ra cái dòng chảy nó như thế nào. Thậm chí dòng chảy có thể tạo ra rất cao là nhờ máy thở. Vậy thì nếu như bệnh nhân mà chúng ta lại có cái máy phọt phẹt chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn có xe ô tô thì các bạn ai cũng bảo mua cái xe mẹt làm gì cho nó tốn tiền. Đúng không? Mua cái xe ma tịt mà đi, mà bây giờ xe ma tịt nó thành spark cái gì đấy, không phải ma tịt, ngày xưa là ma tịt. Thế nhưng mà rõ ràng là gì, cái chức năng của nó chỉ có 4 bánh thôi, nó chả có cái tác dụng gì, nó bảo vệ bạn bằng một tấm sắt và nó cũng đi được bon bon, không vấn đề gì cả, trong thành phố nó vẫn cứ ngon. Nhưng mà nếu mà bạn ra đường mà bạn phóng nhanh mà xem, bạn xô hình phát rất là tốt. Đúng không? Thì phải cái thời điểm bạn xô hình phát ấy thì phải biết ông nào tốt hơn ông nào. Vậy thì đừng bao giờ lấy một cái bệnh nhân mà rất đơn giản mà thở cho họ đi vào cái xe mẹt, tức bằng cái máy thở quá hiện đại. Bởi vì máy thở hiện đại đó phải dành cho cái bệnh nhân cần phải cái máy thở đó. Đó là những bệnh nhân suy hấp, ví dụ như thở như là tôi phải cần máy thở xịn rồi, bởi vì cái máy thở mà phọt phẹt là không có thể giải quyết được cái vấn đề của bệnh nhân đó. Thế thì các bạn chú ý nhé, trong khoa của bạn có thể một vài cái máy thở thì bạn vẫn phải có cái thứ tự ưu tiên là bệnh nhân gì dùng cái máy thở gì. Cái điều rất là quan trọng, bởi vì liên quan đến cái cấu hình, liên quan đến chức năng và liên quan đến rất nhiều thứ trong cái máy thở đó. Như tôi đã nói ở trên ấy, thì các bạn có cái dòng chảy là như này rồi thì chúng ta không đi vào đấy nhiều quá. Về áp lực đường thở thì cái mà chúng ta hay nói nhiều nhất đó là áp lực PEEP và CPAP. PEEP và CPAP là hai cái giống hệt nhau, bản chất của chúng ta là cản trở cái dòng thở ra của chúng ta, giống hệt nhau. Nhưng mà khi mà các bạn nói đến PEEP có nghĩa nói đến một cái phương thức thở nào đó của ví dụ như là AC, ví dụ như SIV. Còn nếu mà nó là độc lập, ví dụ bệnh nhân tự thở và thở bằng cái máy thở không xâm nhập thì bạn phải nói là CPAP. Chứ bạn không được nói là PEEP. Nếu bạn mà nói là PEEP thì người ta bảo là bạn chả hiểu đích gì cả. Đấy thì cái bạn chú ý rất là một thôi, nhưng mà cái thuật ngữ chuyên ngành thì chúng ta phải nói đúng. Tức là đa phần chúng ta sử dụng đây là PEEP, là CPAP. Ngoài ra thì chúng tôi có áp lực đỉnh, áp lực plateau và trigger. Thì đây là áp lực liên quan câu chuyện đó. Thì áp lực đỉnh ấy là đa phần là do cái ống thở nó tạo ra, là do sức cản đường thở. Áp lực plateau là đa phần cái độ chun của phổi nó tạo ra hay độ giãn nở của phổi tạo ra. Thì đây là hai cái áp lực quan trọng nhất mà chúng ta thường nói về trên lâm sàng. Và trigger một nhịp thở thì cũng rất là quan trọng. Đây là một cái trigger được gọi là trigger thời gian. Có nghĩa là gì? Cứ đúng thời gian 5 giây, ở đây trong trường là 5 giây, là máy thở bật lên và bơm vào phổi một cái nhịp thở. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân mà có cái nhịp thở tự nhiên ấy, thì bắt buộc máy thở phải nhận được cái nhịp thở tự nhiên của bệnh nhân. Vì vậy chúng ta phải đặt cái ngưỡng trigger, nó hơi phức tạp đấy. Làm sao cho cái ngưỡng trigger của bệnh nhân đó nó phù hợp với bệnh nhân, làm cho bệnh nhân khởi động một nhịp thở, trigger là khởi động một nhịp thở nhưng mà lại không bị tốn công sức. Thì đấy là cái mà nghệ thuật của người bác sĩ chúng ta lưu ý. Ví dụ như trong trường hợp này trigger không, bệnh nhân không, máy thở không phát hiện ra, đây là trường hợp là trigger máy thở phát hiện ra, thì đấy là chúng ta lưu ý. Và chúng tôi có trigger dòng và trigger áp lực. Thì trigger dòng thì đa phần các cái máy thở phải không xâm nhập thì sẽ có trigger về dòng chảy. Nhưng mà nếu mà dòng chảy thì chúng ta biết là trigger dòng chảy của hiện nay của chúng ta là nhạy nhất, tức là gì, nó tạo ra cái dòng chảy liên tục cho bệnh nhân. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có khí dung vào đường thở thì trigger dòng chảy trở thành vô ích. Chính vì lý do như vậy thì những cái máy thở nó vẫn để một cái trigger về áp lực, tức là kể cả anh khí dung, cái máy thở nó vẫn nhận được ra cái sự hít vào của bệnh nhân để đẩy vào cho bệnh nhân. Thì điều đó là chúng ta phải lưu ý trên cái máy thở chúng ta có. Về cái thể tích khí, thông khí phế nang và thông khí quản chết thì tôi đã nói ở phần trên.
Bình thường là chúng ta thông khí vết đan của chúng ta là 2/3 và thông khí quả chết là 1/3, thì tôi đã đề cập ở phần trên. Và cái nhịp thở thì rất quan trọng đến cái thông khí quả chết. Bởi vì chúng ta càng tăng nhịp thở lên, ví dụ như bệnh nhân suy hấp là nhịp thở tăng rất cao đúng không? Thì cái khoảng chết sẽ tăng lên. Bởi vì cứ nhân cái số lần người ta thở nhân với số khoảng chết cố định thì sẽ nhân lên. Ví dụ ở trong đây chúng ta nhìn thấy nhịp thở của người ta tăng lên là gì? 24, đúng không ạ? Thì cái thể tích như này thì là 6 lít, thì cái khoảng chết là bao nhiêu? Thực sự thông khí vi năng là 2.4 lít, còn trong 6 lít. Trong khi đó nhịp thở xuống 6 thì sao? Thông khí vi năng của chúng ta tăng lên 5 lít, tức là rất cao. Vậy thì bệnh nhân mà chúng ta để thở không xâm nhập và để cho người ta thở nhanh ấy, có nghĩa là chúng ta thất bại. Chúng ta phải động viên người ta, phải coaching, tức là phải huấn luyện đứng cạnh người ta. Coaching tức là cái quá trình rất quan trọng của người thầy thuốc lâm sàng. Các bạn mà coaching không giỏi ấy thì người ta cũng chẳng uống thuốc của các bạn đâu, họ về là hỏi thầy lang hết. Ví dụ bây giờ chúng ta có rất nhiều khách VIP và nằm ở trong bệnh viện, các thầy là gì, hỏi từ Mỹ rồi Trung Quốc, Nhật Bản hỏi hết, bác sĩ Việt Nam họ cứ cho sang một bên. Đấy, thì làm sao mà chúng ta biết được coaching của chúng ta có vấn đề? Chúng ta không coaching bệnh nhân được, chúng ta cứ đòi kỳ vọng là cái điều trị của chúng ta tốt, không có chuyện đó. Thì đối với máy thở không xâm nhập cũng thế, nếu anh coaching không tốt người ta sẽ không thở theo anh, đấy là điều chắc chắn. Và ảnh hưởng về thông khí trên thông khí tưới máu thì các bạn, cái phần này chúng tôi nói rồi, cái phần này chúng tôi thì cho các bạn ấy thôi. Vấn đề thứ hai là vấn đề oxy hóa máu thì các bạn cũng rất giỏi rồi. Trong cái phần mà oxy hóa máu thì chúng tôi sẽ dành cái thời gian chủ yếu là trình bày trong cái workshop của chúng tôi chiều nay, nó liên quan đến câu chuyện về về khí máu thì nó hay hơn, thì chúng tôi sẽ trình bày đấy. Nhưng mà có một cái điểm mà các bạn lưu ý là cái oxy ở trong phế nang của chúng ta, cái phân áp oxy rất là quan trọng để quyết định cái oxy ở trong mao mạch hay trong mao mạch của chúng ta hay động mạch của chúng ta. Bởi vì trong những cái hỗn hợp khí ở trong phế nang của chúng ta nó có cả hơi nước và cái nitơ, như vậy nó có 4 cái khí và CO2 nữa. Chính vì lý do như vậy thì có rất nhiều trường hợp bệnh nhân giảm oxy là do tăng CO2. Thì trong cái bài của chúng tôi đưa ra một số trường hợp, ví dụ như là đây oxy bình thường hoặc đây là CO2 tăng thì làm cho giảm oxy là do cái CO2 nó chiếm vào vị trí đó. Cái hiện tượng shunt ở trong phổi là một cái hiện tượng quan trọng nhất liên quan đến việc của thở máy. Bởi vì là chúng ta biết là cái shunt ấy bình thường là chúng ta có shunt. Chứ không phải là có shunt, nhưng mà cái shunt của chúng ta chỉ có khoảng dưới 5%. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân của chúng ta suy hấp thì shunt nó có thể lên 20-30 thậm chí 70%. Và nếu mà shunt 70% có nghĩa là 70% lượng máu lên phổi đi về tim chẳng làm gì cả, thì có nghĩa là tự nhiên chúng ta đã không có oxy rồi. Chả có vấn đề là lúc đó cung cấp oxy của chúng ta không giải quyết vấn đề gì cả, thì bắt buộc chúng ta phải thở áp lực dương. Ví dụ bệnh nhân phụ phổi cấp shunt rất nhiều, chúng ta bắt buộc phải thở áp lực dương để mở cái phế nang của bệnh nhân nó ra để trao đổi cái oxy cho bệnh nhân. Thì đấy là cái điều rất là quan trọng đối với shunt. Và chúng ta có tính áp lực dương ở đây, độ dẫn đầu của tôi sẽ đi qua, các bạn sẽ đọc trong bài. Các cái biến chứng của quá trình thở máy thì chúng ta biết là rất nhiều biến chứng, chấn thương áp lực, rồi thông khí quá mức, giảm không khí, rồi oxy thấp oxy cao đều có thể gây ra biến chứng hết, đúng không ạ? Biến chứng rất nhiều. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta càng bỏ cái máy thở càng sớm bao nhiêu thì càng tốt, càng sớm bao nhiêu càng tốt. Trước đây người ta nói rằng là gì, nếu một bệnh nhân xin đi vào ấy, thì chúng ta phải đặt ống và cho bệnh nhân nghỉ cơ 72 giờ. Tôi không tin được đó. Tôi mà đặt ống ấy, chỉ 12 giờ sau tôi rút ống. Tại sao là chúng ta cứ đặt ống vào mà lại chúng ta lại sợ rút ống nhỉ? Tại sao chúng ta không nghĩ rằng nếu chúng ta rút ống xong rồi bệnh nhân của chúng ta đặt lại, chúng ta lại được một cái thủ thuật khác, thủ thuật thứ hai, đúng không ạ? Tại sao chúng ta đặt thủ thuật thứ hai? Chúng ta biết là hiện nay trên thế giới, là tôi nghĩ là Việt Nam thì học thế giới rất là nhanh, đặc biệt là bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế của chúng ta nó chả có sáng tạo gì trong cái đầu óc của các bác đâu, các bạn toàn học của Tây hết. Tây nhưng áp dụng cho điều kiện của Việt Nam. Đấy, thế là chúng ta chiến đấu là bởi vì là cái tiêu chuẩn của các bác đưa ra là tiêu chuẩn của Tây, còn chúng ta thì đang học theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Thì trong cái bảo hiểm y tế chúng ta sẽ nói là gì, ngày sau này người ta sẽ cho một cái gói, ví dụ như bệnh nhân siêu đi vào là bạn sẽ được 100.000. Thế bạn thở máy trong ICU thì mất xử đến 300.000 rồi, thì cơ thể có nghĩa là bạn lỗ, đúng không? Vậy thì bằng cách là gì, tốt nhất cho bệnh nhân ra ICU. Mình thấy cái ICU của chúng ta là gì, rất nhiều ICU của chúng ta để bệnh nhân thường ở trong đấy, lãng phí. Giả sử như thu một cái ông bệnh nhân thường đấy, có thể là người nhà của chúng ta, không sao, chuyện đấy bình thường, 5.000 đô một ngày đi, có dám để không? Nó ra ngay lập tức, có xin ra ngay, ngày hôm sau nó xin ra ngay.
Do đó mà cái câu chuyện của chúng ta nói về 3 ngày của chúng ta là gì? Đa phần chúng ta để cái thời gian đó là gì? Là một cái tiêu chí để chúng ta trì hoãn cái việc mà chúng ta phải làm tích cực. Đa phần là như thế, lấy lý do để không làm tích cực. Và tôi rút ống ngay ban đêm. Và rất nhiều các bạn đây trực ở hốp, bạn sẽ phải rất khó chịu với tôi vì tôi vừa rút ống xong tôi rút chuyển lên hốp luôn. Và sao bệnh nhân khó chịu thế này mà là? Bây giờ thì bạn thì tưởng tượng nếu như người ta nằm ở khoa chúng tôi mà bị nhiễm trùng thì lên khoa bạn đỡ nhiễm trùng hơn, mặc định là như bạn đi thì sao? Nguy cơ của bệnh nhân sẽ được giảm đi rất nhiều. Và chúng tôi muốn là triển khai chương trình này chính là bởi vì chúng tôi muốn các bạn cùng với chúng tôi, đồng hành cùng chúng tôi là đó là một sự liên tục về vấn đề chăm sóc y tế thôi. Ở khoa cấp cứu rút ống xong rồi lên khoa hấp lại thở máy không xâm lấn là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Nếu cần không cần chúng tôi lên chúng tôi lại thở máy không xâm lấn các bạn, không vấn đề gì cả. Chúng ta mượn cái giường của bạn thôi. Biến chứng tim mạch cũng thế, cũng làm cái biến chứng rất nhiều liên quan tới thở máy thì tôi sẽ vì thời gian tôi gửi bài cho các bạn rồi là sẽ kết thúc cái bài trình bày đầu tiên của chúng tôi. Và tất nhiên là không có thời gian để các bạn hỏi đâu, chúng tôi sẽ tiếp với cái bài trình bày tiếp theo là của Dr. Venerick. So this is our term. You need to show exciting.